gà không cho mình ăn. Bánh chưng gồm có gạo này, đậu này, thịt này. Và có miếng thịt gió to này. Làm đi chứ. Nhanh. Không nhanh được. Tự mình làm đấy. Cho nhiều đậu nhiều thịt vào cho nó béo. Có thì quá trình nó bớt xém này. Ta phải để trước cái chứ. Sao đâu, không có vấn đề gì đâu. Lấy lên lấy xuống nó đem nó sụp sịch. Không có gì đâu. Làm ăn trắng có khéo tay thế nào. Đúng, dầu mới về nhà chồng cái này bị đập từ te tua. Anh gôn anh làm cho em đi. Đúng thế mà dầu đảm dầu đàng. Làm bây giờ thì con dâu làm biết làm thì không có nhờ. Người ta không chuyên thì ta biết làm gì. Không chuyên thì làm một lần ta phải để ý. Nói một cái quay lại làm bằng chứng. Dân chứng hóa ăn dầu má phá đường tàu. Làm cái gì ra trò trong cột tên hai đây xong nó cắt cuối cùng cũng hoàn thành một cái bánh chưng. Thời gian gần 4 phút đồng hồ mới được cái bánh chưng. 5 phút. Bánh này chắc bố mẹ chồng ăn nghẹn cố. Tay nghề như thế này chưa thấy làm dâu được quá. Đối với những anh em mà có sự quê đó.
các anh đã hoàn thành không khí Tết. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.